Mấy bữa nay về quê chơi làm phiền bạn Huyền nhiều quá. Không ấy bữa nay mình làm món gì cho nó đơn giản nhanh nhanh đi bạn Huyền. Ừ thì cái menu nguyên danh sách món ngon của tôi trên top top đó. Bạn lục lại đi coi món nào ngon thì tôi làm đãi bạn nha. Nói chung thì nho bạn mình cũng biết chọn lắm. Mùa này nắng nôi mía lên chưa có được bơi dai hết trơn á. Cũng phải dẫn nó đi nhà này nhà kia kiếm mía cho bằng được. Rồi ra đây thấy cây mía giật mình. Ăn cây được có nửa mét à. Thôi kệ đi bẻ vô luôn chứ sao giờ. Có còn đỡ hơn không. Hay nói chung là bây giờ tầm 1 giờ chiều đó đi bẻ mía xong rồi bây giờ về bắt tay vô làm món ăn nè. Giờ nói chung nhỏ bạn mình nó cũng chọn cái món nhẹ nhàng thôi à. Đem ba cây mía về để đó bây giờ ra mần ba con lươn cho sạch sẽ nha. Ôi là trời mà mùa này trên quê Huyền đâu có bán lươn đâu, phải chở nó đi xuống tuốt chợ tỉnh mua con lươn về đó trời. Ba con lươn uống nụ luôn ngồi lóc xương xong cái hết cái thanh xuân. Công thức này là ốp lươn bất bại luôn á nha mọi người. Sa tế, sốt thịt nướng, tỏi, hành tím băm, ớt băm, đã băm, thêm xíu bột nghệ nữa cho nó vàng vàng đẹp đẹp nha. Bà nào mà muốn đậm đà nữa thì nêm một xíu hạt nêm bột ngọt. Bình thường là Huyền sẽ nêm á mà tại bữa nay gắt quá quên. Rồi mình massage cho con lươn nó thấm đều nha mọi người. Khúc này á hơi khó nên là không có dùng bao tay được đâu. Với lại ở nhà ăn không à mọi người ơi. Làm miền quê cây nhà lá giường mừng. Nói chung cái món lươn quấn mía này á mọi người có thể làm xong rồi bỏ vô cái nồi chiên không dầu nướng nó cũng nhanh với lại tiện lắm. Nhưng mà do nhỏ bạn của mình nó chọn cách đơn giản á cho nên là nó đòi nướng than ăn cho nó thơm. Ơi là trời, vậy là đơn giản dữ chưa bạn? Đơn giản dữ chưa? Nhưng mà công nhận nha, lúc nướng á cái mùi thơm của con lươn nó bay lên nguyên cả xóm nghe luôn á trời. Mấy cậu chạy qua chạy lại mà cứ hỏi Quyền ơi bữa nay mình làm món gì vậy, thơm quá trời thơm à. Thôi giao ba con lươn ngoài đó cho nhỏ bạn nó làm đi. Vô trong đây pha ấm trà thảo mộc của quê Việt để một tí hai đứa vừa ăn vừa uống cho nó ngon với lại nó mát. Hình như mấy nay nó về Huyền toàn đã nó ăn đồ nướng không luôn á trời. Mà công nhận nha, mọi người chịu khó lóc xương của con lươn á rồi nướng theo cách này nè là ăn con lươn thịt không đã cái miệng dữ lắm luôn. Nãy giờ bắt nướng ba con lươn này chắc cũng đủ mệt rồi phải không, để rót cho đi trà thảo mộc uống giải nhiệt nè. Trong cái gói trà này thì gồm có hai nhài cỏ ngọt, gạo lứt, lá nếp thơm, hoa oải hương và nấm linh chi, bởi vậy uống mát dữ lắm mà cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu. Ủa rồi trà ngon vậy mà mấy bữa nay mày không đem ra đãi tao mà mày giấu vậy? Ủa có giấu đâu trời, thì bữa nay đem ra cho uống nè, nếu giấu là đâu có pha cho bà uống đâu. Rồi bây giờ thì mời cả nhà cùng ăn lươn quấn mía nướng với hai tụi mình nha. Trời đất ơi, bà đòi dùng đũa mà tôi đâu có cho đâu. Bóc tay chấm ăn đại đi, có hai đứa mà bà đặt màu mè nữa. Ăn vậy nó mới ngon đó, đâu có khách khứa gì đâu mà sợ hả? Nói chung á, lươn nướng kiểu này á ăn rất là thơm, giữ cái độ ngọt của lươn nè. Có kèm thêm miếng rau sống nữa là ăn không bao giờ ngán luôn. Mà cái món lươn này á mọi người phải tranh thủ ăn lúc còn nóng á nó mới ngon nha. Cái này hồi sớm Huyền quên ốp gia vị thêm cho nên là nó hơi nhạt. Mọi người nhớ nếu mà có làm món này theo cái công thức của Huyền thì nêm thêm muỗng hạt nêm với lại muỗng bột ngọt nữa nha. Còn không á thì cứ làm y như vậy rồi chấm với nước chấm cũng được. Bà Hồng coi bộ báo khoái cái trà thảo mộc này uống hoài luôn á. Uống đã rồi than non, mình báo quốc tăng 3 ly trà luôn. Rồi giờ Huyền phải dắt óc suy nghĩ coi mai đãi bả món gì tiếp nữa nè.